They tell me that I'm never gonna make it. Hello, chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chơi Garena liên quan mobile ở trên giả là Bluetooth hay là trên máy tính đấy. Đầu tiên chúng ta cần phải tải con game này về trước đã. Hiện tại máy tính của mình thì đã bị hư cả, như những anh em trên clip của mình thì biết. Bây giờ mình vào game luôn các bạn ơi. Ok, con dê đây là tựa game con dê trong những cái lần mình lên T chính là liên quan. Hiện tại máy mình không còn cả nên FPS nó hơi khá là thấp á. Không biết tính là vô chơi liên quan thì FPS nó sống hơi không. Mình sẽ chỉnh độ cao lên chút xíu nữa. Mình sẽ test cho mọi người xem. Đây là nó đã setting sẵn cho mình rồi. Nét của mình khá là nhiều tướng nha mọi người. Đếm trên đầu ngón chân luôn. Ít điểm gì thôi. Thử con đi. Cái con lướt lướt này nè mà. Đấy. Đấy. Trời ơi. À rồi rồi. Làm sát thủ xử lại thôi. Cả đồ họa mình yếu quá nên FPS chỉ được 40 thôi. Cái khá đánh là ok này mọi người. One chiêu là theo mình thích là mình one thôi. Này nó có F, D luôn này mọi người. Này 1, 2, 3 tăng chiêu nhanh này. Mua đồ là gì? Mua đồ là nút Z nha mọi người. Nhất ok mọi người ơi. Chơi thể hiện kỹ năng nhất là ok đấy. Này chơi AD chắc ngon rồi mọi người. Đấy, di chuyển bằng chuột phải nha mọi người, chuột phải, chuột bên phía bên tay phải á. Quay được dao không? Quay được dao. Nút chiêu 1 là nút Q nè, nó. Hơi bí chút xíu tại FF nó khá thấp á nên đánh nó không được mượt cho lắm ha anh em. Chơi thử liên quan ở trên đây rồi là khá ok mà. Chỉnh phím nè, ok ha. Chiêu nào là khi nhận giảm bao nhiêu? Đây 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 đây. Ui. Đưa. Ui, ta nói nó bắn dễ gì đâu á. Nhận phím lên cho anh em nha. Đấy, cầm này mà đi bắn rồi. Bắn con này đi. Còn gì bắn. Ui, bắt phát bắt trúng nha mày. Nó khá là nhanh đó mọi người. Rất nhanh luôn. Đấy, nghe em. Chạy lên rồi. Chạy lên rồi. Đẩy lên rồi đó. Ok, đến đây thì clip của mình cũng coi như là hoàn thành rồi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip và nếu các bạn làm được thì hãy cho mình một like. Tạm biệt các bạn.